Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Kia Sorento nhé, dòng xe gầm cao 7 chỗ của nhà Kia. Và trong cái video ngày hôm nay, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Kia Sorento này, để cho những anh em nào đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe gầm cao 7 chỗ này giá rẻ này sẽ có thể nắm được. Hiện tại thì cái chương trình giảm thuế trước bạ của nhà nước thì vẫn chưa được thực hiện anh em ạ. Có thông tin là giảm thuế rồi nhưng mà cuối cùng cũng quá tang ba bận làm đảo lộn cái thông tin, nên là thời điểm này thì em vẫn sẽ tạm tính cái mức lăn bánh để cho anh em có thể đi đăng ký ngay. Nghiễm nhiên là khi mà có cái thông tin giảm thuế và giảm thuế thật thì cái chính sách linh động về giảm tiền mặt nó chắc chắn sẽ bị thay đổi anh em nhé. Nếu anh em thực sự quan tâm và muốn mua xe có cái mức giá tốt nhất, cạnh tranh nhất thì nghiễm nhiên là cứ phải đặt cọc ở thời điểm này khi mà cái chương trình giảm thuế trước bạ nó chưa thực hiện. Còn thời điểm này mà bên em đang kích cầu xả ngâu cũng như là có những cái mức giá vô cùng đặc biệt để gửi tới anh em thì anh em cũng nên tận dụng anh em nhé. Kia Sorento này thì được bán ra thị trường với 5 phiên bản, trong đó có 2 tùy chọn động cơ, 3 cái tùy chọn động cơ máy dầu và 2 tùy chọn động cơ máy xăng anh em ạ. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường thì em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em 3 cái phiên bản máy dầu. Đầu tiên là cái phiên bản 2.2D Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 964 triệu. Chính sách giá bán của bên em đang tăng cường giảm giá cực kỳ mạnh ở cái thời điểm nửa cuối của tháng 8 này và vẫn tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản chính hãng theo xe như là dán phim kích nhiệt, thảm sàn da, túi cứu hộ nhanh và một bộ lót cốp. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 082 triệu, trả góp thì đang là 280 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 062 triệu, trả góp thì đang là 260 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 044 triệu, trả góp thì đang là 242 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 2.2D Luxury. Và cái phiên bản này mà anh em đợi có giảm thuế thì anh em đi đăng ký thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến 57 triệu nữa tùy từng khu vực anh em nhé. Đó, với cái mức ưu đãi như trên và anh em có thể đi đăng ký ngay. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất để cho anh em dễ dàng lấy xe và đi ngay ở thời điểm này. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai của máy dầu, đó là cái bản Kia Sorento 2.2D Premium. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 134 triệu. Hiện tại cái phiên bản này thì bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến gần 50% lệ phí trước bạ anh em ạ. Từ mức giá niêm yết này thì giảm xuống gần 50% lệ phí trước bạ để cho anh em có thể là cân nhắc lựa chọn để đi đăng ký ngay anh em nhé. Nhưng cái phiên bản này mà anh em đợi giảm thuế nữa thì đi đăng ký thì anh em sẽ tiết kiệm đâu đó lên đến 68 triệu nữa. Tức là gì ạ? Là anh em gần như mua cái phiên bản 2.2D Premium này đang được miễn thuế luôn, đúng không ạ? Từ bên phía đại lý cũng như bên phía giảm 50% lệ phí trước bạ thì anh em gần như không mất tiền thuế anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì thời điểm này anh em đi đăng ký ngay thì có cái tổng lăn bánh như sau. Ở khu vực Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 232 triệu, trả góp thì đang là 320 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 209 triệu, trả góp thì đang là 297 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 191 triệu, trả góp thì đang là 278 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 2.2D Premium nhé. Và anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì và muốn lấy cái bảng tính lăn bánh chi tiết thì anh em vui lòng gọi điện cho em nhé để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em ạ. Và tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản 2.2D Signature. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 189 triệu. Hiện tại thì bên em cũng đang hỗ trợ tăng cường khuyến mại giảm cực kỳ sâu nhé. Với cái mức ưu đãi như thế này thì anh em cũng nên cân nhắc đi đăng ký ngay, vì là thời điểm này bên em đang hỗ trợ giảm sâu rồi. Còn anh em có thể phun tiền mang xe về và hoàn toàn có thể đợi giảm thuế. Nếu mà phiên bản này anh em đợi giảm thuế thì có cái mức giảm thêm đâu đó
71 triệu tùy từng khu vực nhé. Đó, em đang tạm tính thôi. Còn đâu chi tiết thì anh em cần thiết là lấy cái bảng chỉ dẫn bánh thì anh em gọi điện cho em để em hỗ trợ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 328 triệu, trả góp thì đang là 339 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 304 triệu, trả góp thì đang là 315 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 286 triệu, trả góp thì đang là 297 triệu. Đó, đây là cái phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Sorento máy dầu. Và phiên bản này bên em đang cực kỳ nhiều xe, sẵn xe để giao ngay. Nếu anh em nào muốn lấy xe ngay thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em giao xe ngay lập tức ở thời điểm này em nhé. Và tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản hai cái phiên bản của máy xăng. Đầu tiên là bản 2.5 Premium. Bản này thì đang có mức giá là 999 triệu. Chính sách giá bán ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm tiền mặt cũng như là vẫn tặng anh em những gói phụ kiện cơ bản thôi. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện nữa thì để lăn bánh ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 116 triệu, trả góp thì đang là 288 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 096 triệu, trả góp thì đang là 268 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 078 triệu, trả góp thì đang là 250 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 2.5 Premium. Và bên em cũng đang có sẵn một xe màu trắng duy nhất để giao ngay. Về cơ bản thì hiện tại cái quyền linh động đang giảm sâu, nhưng mà anh em đợi thêm giảm thuế nữa thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến 60 triệu nữa. Còn đâu cái tổng lăn bánh này thì em đang tính giảm tiền linh động thôi. Còn thuế thì em vẫn áp nguyên thuế ở khu vực Hà Nội là 12%, còn ở các tỉnh thì em đang tạm tính là 10% anh em nhé. Và cuối cùng thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Kia Sorento 2.5 Signature. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 099 triệu. Chính sách giá bán thì vẫn đang hỗ trợ rất là tốt về giảm tiền mặt anh em ạ, vẫn tặng những cái gói phụ kiện cơ bản chính hãng theo xe thôi. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 228 triệu, trả góp thì đang là 315 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 206 triệu, trả góp thì đang là 293 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 188 triệu, trả góp thì đang là 275 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Kia Sorento rất là chi tiết cụ thể rồi. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. Hoping you'll stick around and wait.